Alo. Trời ơi, tôi đứng ngay chỗ cái cầu tàu rồi nè. Bạn ở đâu? Cái chỗ cái máy nó giọng cừ ồn thấy bà nội nè. Bạn ở đâu vậy? Ê! Ủa? Chị ba, ai anh ba chị ba hả? À, đi chèo với mình luôn hả? À, ở đây dân làm nghề nhiều lắm. Làm nghề đi... dân trong ngành hả? Tôi đi ghe nào? Đi ghe này đi. Ghe kia bự hơn chị hả? Chị khỏe không? Cũng vậy hả? Trời, làm biết là chị sao? Chị khỏe mà chị nói cũng vậy là chị sao? Ê. Giờ vậy giờ mình đi bắt tôm hả chị? Bây giờ là mình mới lụm được mấy cái lợp này đâu anh? Anh làm á hả? Ghê vậy, anh biết làm cái này luôn hả? Mà quên, nghề của ổng mà. Đắp qua lấy cái xong đem lên đây rồi giờ mình đặt ở đâu chú Bảy? Xa lắm, anh ba. Anh ba. Trong này mình đặt có cái này dính tôm hùm không anh ba? Đây là đặt là chỉ có tôm thôi chứ không có con gì khác nữa hả anh ba? Có không? Ít lắm rồi. Tôm. Con tôm, con cá được chứ vô con rắn mệt nha. Anh ơi, lát kiếm bùn dừa nước được không anh? Kiếm bùn dừa nước về pha đường đá ngon nè. Thường là từ khi đặt tới khi thu hoạch là bao nhiêu tiếng đồng hồ anh? Hay cha. Trời, 6 tiếng đồng hồ đó. Không phải tại chưa ăn gì hết, đói bụng quá. Cái nào đi không có con nào hả? Hoài. Hoài hả? Mình ngoài đi bắt tôm mà mình có làm gì nữa không anh? Làm vườn. Làm vườn gì anh ba? Anh trồng bưởi. Nhà anh có trồng không? Có, mà mới trồng hả? Bưởi thì thường trồng bao nhiêu lâu rồi mới thu hoạch anh ba? 4 năm. Dạ. 3 năm nó mới có trái chín mà cái trái nó dày vỏ nó bán không được. Nay nó đi lại đây. Thấy không? Ở dưới miền Tây cực khổ lắm bà con chứ không phải trong sướng gì đâu. Không bị dầm mưa dãy nắng rồi cũng một nắng hai lưng rồi. Một nắng hai xương chứ lộn, một nắng hai lưng. Một nắng hai xương. Đặt này phải xuống dưới mới đặt được á. Mà nước lớn không phải đặt. Ladies and gentlemen, welcome to the term. Bây giờ chúng ta còn ba cái lồng nữa hả? Cái này gọi là cái lồng hả? Cái lờ. Mình đi đặt ba cái lờ cuối cùng. Rồi xong cái đó, 6 tiếng sau mình đi gom hết lờ lại. Cái phần mà đặt là do anh ba, còn phần thu hoạch là do Tiến Luật. Tiến Luật sẽ ngụp lặn bơi lội dưới nước để đặt. À để thu hoạch chứ. Thôi bỏ đi, khó quá bỏ đi. Sao đâu, vợ sẽ rất tự hào. Tôi thấy anh ba lặn xuống một cái là huốt qua đầu rồi, tôi ớn ớn rồi. Cái này không phải nghề của mình bạn ơi. Lo kẹo hả chị? Cho mấy bịch kẹo được không? Lên được không? Dạ phải. Nhưng mà có cho kẹo để biết lên nè. Như vậy là chúng ta đã có kẹo. Có kẹo. Chúng ta đã có kẹo cho kẹo miễn phí. Bây giờ chúng ta sẽ lên bờ. Thứ nhất là để coi bà con ở dưới miền Tây. Ở đây là cũng là Bến Tre, lò kẹo thì để coi họ làm kẹo như thế nào. Và chúng ta có gọi là quá duyên xin chút xíu kẹo để gọi là có món tráng miệng sau khi dùng món chính. Dạ. Xin chào. Dạ. Thơm quá. Dạ. Liên luôn á. Dạ. Thì đó, đây. Đó chứ còn tiếng giống gì nữa. Đây, kẹo dừa. Ở đây mình có kẹo dừa vị gì? Bảy vị hả? Mình phải coi từng công đoạn nha. Đây, đây là bắt đầu à. Nấu kẹo nè. Nấu nè. Đây là nước cốt dừa nấu lên đúng không chị? Đúng rồi, nước cốt dừa mình nha, nấu lên. Cái này là mùi gì? Chocola. À, cà phê. Thơm quá. Còn nóng hổi. Ừ. Nói ăn kẹo nóng nha. Ừ. Xuất sắc. Đúng không? Cái này ông Chí Đài khoái ăn lắm á. Mua gì cho mình đi. Chẳng bị tiểu đường á. Không có đường ăn, không có tiểu. Ngoài cái cà phê ra là mình có sầu riêng nè, gừng nè ha, đúng không? Lá dứa. Lá dứa. Mấy cái đó là mình tự làm xong mình trộn với cái đó hả chị? Đây,
Bây giờ để em gói kẹo cho chị coi. Nè, đây, chúng ta để vào đây. Làm rồi gặp hai bên lại. Trời ơi. Dạ. Dạ chị. Lo kẹo mình tên gì chị? Quê dừa. Quê dừa của chị Như. Ngoài kẹo dừa đó mình có cái gì nữa không? Có nhiều lắm. Đâu? Cũng dừa hết trơn á. Coi chứ. Đây, đây là dầu dừa nè. Tất cả các sản phẩm làm từ dừa. Này xà bông đúng không? Cacao nè ha. Lá dứa nè. Sầu riêng nè. Gừng nè. Còn cái nãy là kẹo dừa không ha chị? Hồi nãy cà phê. À cà phê. Biết cái này rồi. Như vậy là sau một khoảng thời gian ăn kẹo dừa, nói chuyện tào lao mấy lao với mấy chị bị gói kẹo dừa và nghỉ ngơi, thì sau 6 tiếng đồng hồ chúng tôi bắt đầu hành trình đi, bắt đầu lụm lờ đó. Mấy cái lờ giờ đã chắc chắn là có tôm, chúng ta phải kiếm gọi là dừa nước để lát về mình tráng miệng. Cái đó là hành ba. Đây 14, 15, 12. Ô, ok. 27 rồi anh ba ơi. Như dự đoán của anh ba. Wow. Dừa, chúng ta sẽ móc này ra nè. Sau đó chúng ta trộn đường với đá. Còn gì tuyệt vời hơn hả? Còn gì tuyệt vời hơn. Ở giữa sông nước hữu tình. Sực sực ngon. Còn gì bằng khi đang đói bụng ăn một miếng dừa. Ngọt ngào luôn. Quá dữ. Let's go. Ủa anh ba đi đâu vậy đó anh ba? À giỡn cái đầu tiên anh ba hả? Thưa quý vị thân mến, anh ba tiếp tục một lần nữa bắt y để đến với dòng sông quê mình và bắt những con tôm trong mấy cái lờ. Anh ba hôm nay cũng nghỉ lâu rồi. Nghỉ lâu. Rồi, hai em. Ba em luôn nè. Ba em luôn hả? Ừ. Hay quá anh ba ơi. Đó 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 đó. Wow, quá dữ. Ba có... em trong đó có một em rất mập. Con này có gạch không anh ba? Hả? Con này có gạch không? Ê, dãy 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 bạn ơi, dãy dãy. Dãy nước văn hóa bạn. Có gạch này, cái gạch này kho tàu ngon lắm. Cái này nướng ăn cũng ngon nữa đúng không? Cái này làm cái gì cũng ngon. À, bỏ vô hả? Bỏ vô hả? Bỏ vô hồi nó chết. Lát nữa mày sẽ vô nồi cùng với nước trời, dừa. Trời. Mày sẽ vô nồi cùng với nước dừa. Còn con thằng bạn mày nó sẽ vô dĩa cùng với lại bưởi. Mặt cái gái em cái gì nó rớt xuống đây sao? Anh ba giận bạn. Anh ba sẽ buồn suốt cuộc đời. Anh ba giận bạn lắm. Đặt cái lời 6 tiếng được 3-4 con tôm mà bạn làm rớt một con là anh ba giận bạn luôn á. Chỗ này mình còn mấy cái anh ba? Hai cái. Cái lờ đây hai cái lờ kia cái lờ gì đó dưới đó nữa. Hai cái lờ được 4 con tôm. 4 con tôm là đủ kho tàu rồi đó. May mắn đã mỉm cười với team của chúng tôi. Có anh ba. Hay quá anh ba ơi. Hai cái lờ thêm được 4 con nữa. 4 cái lờ 8 con tôm. Lá anh ba nhớ rồi. Đóng thùng đàng hoàng nha anh ba. Mình lên truyền hình á. Rồi. Cột xuống này anh ba ơi. Bây giờ em với Tiến Lực lên chuẩn bị nấu. Anh ba về tắm rửa sạch sẽ, đóng thùng vô rồi qua nha. Qua ăn mấy tôm đang thấy không? Qua ăn tôm với cá này luôn. Đây về nhà của cô Bảy. Cô Bảy hả? Cô Bảy em anh Sáu mà cháu của chú Chính. Làm gì trong này? Đây giờ mình vô mình kiếm trái dừa để lát mình làm tôm chứ. Ờ kho phải kho nước dừa chứ. Đó, dặn. Đó, hay quá. Không ổn bạn ơi. Có cái ghế hay gì không? Không, được mà. Giờ phải... Đúng rồi. Căng lắm mà chứ không giỡn đâu. Căng cái gì? Phải tại vì cũng mập á, không nhảy không nổi á. Đó, gần được rồi đó. Hay quá. Hai trái là đủ rồi. Tại hai vì con đủ không? Ừ, con thì cũng không cần nhiều nước. Đó. Thôi kiếm đồ móc đi bạn ơi. Đó, cái cây móc cái bên đó. Trời ơi, sao nãy giờ không đưa ông nội? Thì thử tay coi làm được không.
Rồi. Ừ. Rồi, ok. Rồi. Rồi lượm hai trái dừa vô. Quất. Trời ơi, mời tôi sẽ xuống đây nấu đồ ăn mà giống như tôi đi phụ bếp vậy trời. Ngon rồi đó. Nhìn thấy ngon lành rồi đó. Anh ba đâu? Anh ba về tắm rửa rồi, bắt người ta lội cho nó xong khi bận áo bỏ thùng mới tới ăn cơm được chứ. Rồi, bây giờ mình làm ha. Bây giờ Luật nấu cơm được không? Được chứ. Vô. Vô. Tôi chuẩn bị nguyên liệu để mình làm cái tôm kho tàu ha. Là gạo với lại nước là sẵn trong đây rồi phải không? Sẵn rồi, đốt lửa lên thôi. Nhóm lửa lên thôi chứ gì. Nhóm lửa lên thôi, nổi lửa lên em. Trời đó tôi, trời ơi mấy cái vụ mà đốt nhà rồi đốt lửa rồi tôi hay lắm. Bây giờ là trước khi mình kho tàu mình phải áo cái tôm trước. Ủa mình có bếp ga sao bắt tôi nhóm lửa vậy? Cái đó nấu cơm, cái này làm cái khác. Nãy giờ thấy giống như tôi đang bị hành vậy nha bạn. Bậy, là mình phải muốn ăn phải lăn vào bếp mà trời. Lăn gì rồi sáng giờ lội luôn á chứ lăn gì nói nữa. Lát này hái dùm cho bữa được không? Được chứ. Rồi. Vô. Áo sờ cái lớp tôm cho nó. Trời ơi, nó không cháy nè. Xong rồi ha. Đó. Người đâu, cho nó đũa nào. Rồi, sau mình ướp sơ với các nguyên liệu đơn giản ở nhà hay có. Tí tiêu ha. Được rồi, ăn món này bao giờ chưa Luật? Chưa luôn nha. Chưa ăn tôm kho tàu luôn hả? Chưa ăn tôm kho tàu chưa luôn. Chết cha. Mình sẽ coi bằng nước dừa luôn nha. Ở nhà Thu Trang có làm nó ăn bao giờ chưa? À, vợ tôi không biết nấu nướng nha. Chết cha, số hạnh phúc luôn. Mình cho miếng màu điều và gạch cua ha. Cháy chưa? Cháy rồi. Đó, bỏ củi đi. À, gạch. Chập tôm đây. Đúng rồi. Cho một miếng muỗng mắm gì đó, muỗng mắm gì đó. Sao bệnh quá vậy? Thôi. Rồi, ok. Rồi, đổ vô. Đổ đâu? Đây. Ngon rồi nhỡ này á. Xuất sắc. Nước dừa. Nước dừa. Đây có luôn. Chặt sẵn luôn rồi nè. Đổ vô luôn hả? Đổ vô đi. Trời ơi. Rồi. Hết luôn á. Khoan để tôi nhóm bếp lại coi. Bỏ củi vô chưa? Bỏ củi rồi mà chưa bỏ cơm. Đây nè. Này cho lẹ nè. Hay quá Giang ơi. Rồi để lên nào, lấy mấy cái củi bự ra để nó cấn. Đó, mình chơi kiểu nhà vườn thôi. Có chừng bẻ cánh hồng của tôi ông nội ơi. Tôi phỏng nè ông nội ơi. Cái này không thể thiếu được nè. Fish sauce. Hợp lý không? Thơm nha. Đó. Cái gì vậy? Ngon quá. Kéo khéo nha bạn, đổ vào này hết là ăn mài luôn á. Beautiful chưa? Quá đẹp. Đó. Lát khi nào ăn mình làm cho nó kẹo lại. Còn trong thời gian mình chờ đợi thì mình sẽ luộc cái tôm để mình làm cái món. Đi hai bữa đi, Rồi, có luôn. Hay, một trái một thôi phải không? Một trái một thôi, hái gì nhiều người ta chửi. Thôi chín. À đây rồi. Bự nở gai là chín. Rồi có bưởi luôn. Rồi mình sẽ luộc sơ một ít tôm và cái ba chỉ ha. Ê chùm củi cơm chứ. Trời ơi, xuống đây phụ không à. Chưa thấy ăn mà thấy phụ không nha. Trời ơi, muốn ăn phải lăn vô bếp, người ta đã nói từ đầu rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị các đồ để mình trộn ha. Hành tây. Rồi. Giờ mình làm gì nữa? Gỏi bưởi hả? Gỏi bưởi á. Rồi gọt đi, gọt mới có bưởi hồng. Chết luôn á. Giờ trong thời gian thì tiết luật gọt tôi cắt chanh nha. Ừ. Nước cốt chanh. Cái này là để trên. Thơm. Thơm cơm luôn hả? Cái này bẻ là vậy ha.
Đó, con mỏng nhẹ đúng không? Đúng rồi, mỏng nhẹ. Rồi, bây giờ bắt đầu trộn gỏi ha. Đó, mình phải có biểu diễn. Hay quá. Đó, biểu diễn. Là xong rồi mình bỏ đồ ăn vô. Đó, mình bỏ đồ ăn vô xong rồi mình thảy lên vậy hả? Đó vậy rồi. Cái này ta gọi là ba chỉ. Belly pot. Đó. Cái này mình trộn đúng nhân giả luôn nha, không có trộn cái kiểu như nhà hàng mà làm phức tạp màu mè hoa lá hẹ ha. À. Tôm này thì mình sẽ gọi là cắt hạt lựu ha. Đó. Hạt lựu ha. Xíu muối ha. Xíu tiêu ha. Xíu bột ngọt ha. Ít thôi nha, bột ngọt nhiều không tốt đâu. Rồi. Cái quan trọng là mình pha cái nước mắm. Có chanh gì vô không? Có chứ, đầy đủ chứ. Lát mình sẽ bầm ớt với tỏi để mình làm cái nước mắm chua ngọt để mình hợp xúc. Ừ. Rồi. Bây giờ một xíu nước mắm. Cà chua. Cực tươi lên. Xanh. Cực bổ luôn á. Cây nhà lá vườn nữa chứ. Đúng rồi. Cái này ngon lắm nhìn. Rồi. Bưởi ha. Ừ. Có chừa miếng ăn tráng miệng không? Miếng thì chừa lại miếng ăn tráng miệng đi. Nè, bưởi nè, thấy không? Nghe cái mùi nó sạch lên thấy sướng rồi nha. Cái giỡn chết rồi. Tầm tầm cái chân này khoảng tầm 2 trái chanh là em. Tại vì bưởi này là không có chua, hiểu không? Nếu mà bưởi chua thì mình nhận ít chanh lại, còn bưởi này không có chua. Tháo lại một lớp đường. Trộn lên. Rồi. Miếng hành tây ha. Cam, cam. Vài miếng hành tím gọi là điểm tô màu sắc cuộc sống quê hương ha. Chuyên nghiệp. Tôi có ông trong xóm cũng cắt như vậy mà bị đứt tay nè. Đó. Hành tây lấy lá thôi. Rồi, để xuống đây nào. Xuất sắc. Bộ phòng lấy vỏ ra đúng không? Đúng rồi, bóp bóp cái thổi nó bay à. Đó, đúng rồi. Bóp 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 thổi là bay. Cơm chín chưa? Cái trái cơm luôn kìa. Trời ơi. Hồi nãy giờ không chịu nói. Làm đồ ăn ngon xong rồi ăn cơm khét cũng như không. Rồi. Rồi mình để qua đây. Xuất sắc. Ngon. Ngon. Đây, rồi bây giờ mình trang trí nhẹ. Cái gì cái cũng phải có sự thẩm mỹ của nó. Hành phi. Đậu phộng. Nước mắm ha. Làm nước mắm đúng không? Chữa thạo có quan trọng của nước chấm này lắm nha. Thêm miếng đường nữa. Tại vì hồi nãy mình làm hết bớt rồi. Chanh, cho miếng chanh nào. Thêm muỗng nước mắm vô đây. Nước dừa vô nữa ha. Một miếng nước dừa. Ổn chứ. Trời ơi thiệt kinh Lục ơi. Sống làm gì nữa. Muốn thử miếng nước mắm chứ không. Thôi chấm đi. Thấy ngon quá nhưng mà mình làm liền đi. Đây. Tôm đây. Chà, lố vậy. 2, 3. Chắc. Ok không? Rồi. Kính thưa quý vị, là với cái khung cảnh hữu tình mà cái đồ mình tự bắt tự làm vậy thì còn gì nữa. Ê, ăn gỏi trước chứ. Trời, sai, món này muốn khai vị. Nè, chấm vô đây cái nè. Nó cái muỗng kéo hàng xuống nè. Trời ơi trời. Làm sao sống được người ơi. Wow. Quá ngon. Luộn tôm vô nè, đây, đây, đây.
Đó, trời ơi. Trời ơi trời. Ăn cái gì vậy trời? Chết người, chết người. Ôi, thấy sao? Tút tót. Rồi, còn chờ gì nữa? Đấy cái này nè, đợi cái này từ nãy giờ nè. Ít cơm vào. Đây. Đó. Thấy không? Đó, bỏ miếng dưa leo vô. Ngon. Ngon, xuất sắc. Có dưa leo thì xuất sắc ha. Ừ. Có người Việt Nam chân chất thật là, đặc biệt là dân miền Tây. Có gì nói đó. Họ đơn giản về cách nấu. Có gì cho đó. Mà nó ngon là do nó tươi. Tươi. Tươi sạch. Với lại mình khung cảnh hữu tình quá. Sau ngày hôm nay Tiến Lực sẽ học món này về nấu cho bà xã Hương Trang ăn. Đây, dừa nước chúng tôi đã cùng với anh bà đi hái. Thành quả mình đạt được, mình bây giờ sẽ bỏ thêm một ít đường, một ít chanh. Thường thì người ta không ăn chanh nhưng mà nên bỏ một ít đường và một ít chanh gì đó, hòa huyện, nó thanh là cái món ăn. Như vậy là Trường Giang ăn xong, Tiến Lực vẫn chưa xong. Còn, ngon quá. Bây giờ ăn tráng miệng được chưa? Đúng không? Rồi. Đây. Mỗi người tô nha. Ở dưới quê ăn tô quen rồi. Thông cảm nha. Ăn miếng chanh vô cái gì? Được rồi. Miếng chanh cho nó thanh vị lại. Trời ơi, chết. Sống gì nổi nữa. Đã. Thưa quý vị, là người quê dân giả là chỉ vậy thôi. Quý vị nhiều khi nghĩ rằng là tụi em dơ, không phải đâu. Tụi em cũng thừa cái bao tay chứ. Nhưng mà tụi em thích cái kiểu vậy đó. Tụi em biết cái này tụi em tự làm cho nên nó sạch lắm. Vô cái đi. Xuất sắc. Ê, bỏ chanh vô ngon nha. Chứ sao? Bỏ chanh vô ngon. Nhiều người không biết, người ta không bỏ chanh. Quý vị thân mến, làm món ăn của mình muốn, mình thích cho người mình yêu thương ăn thì quá tuyệt vời. Tiến Lực ngày hôm nay cảm ơn rất nhiều đã đi ngồi trên thuyền chơi không, ăn ngon. Tôi hái bưởi chặt dừa, tôi đúng. Không góp, tôi cũng lăn vô bếp chứ bộ. Đúng rồi, muốn ăn là phải lăn vô bếp. Bây giờ nói là chiều muốn lấy cái này để giữ ăn cơm chiều đúng không? Đúng rồi. Vậy làm sao nó đói kịp mà ăn? Chứ làm gì nữa? Đi vận động, chơi các trò chơi dân dã. Chơi là chơi thôi, bây giờ ăn ngon rồi, bây giờ mình phải chơi nữa chứ. Đi. Đi. Uy tín là sự nghiệp. Rồi. Giờ sao? Giờ sao là sao? Bây giờ mình mấy người? Hai. Bên kia mấy người? Ba. Chấp luôn. Ai còn lại trên này thuộc đội nào trò đó thắng? Bác. Bên nào đó trước đó thua. Rồi chơi. Ê à. Đâu có trời, anh người anh lắc lư đó. Xí quyền mà. Xí quyền. Mưa luôn. Rồi rồi. Anh đừng có ai quá. Bông sang mẹ hiền mẹ xuống đưa. Cái này mình chọc là chết nha. Cái này là mình không có gì hấp tấp nha. Chỉ là luôn rồi. Mấy năm ơi. Gì nó mới vô được mà. Ê. Phải không? Đó. Trời ơi, chết rồi, chết chuyên gia gì vậy luôn á. Hôm nay chơi quá vui, chương trình kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào số sau. Đâu? Đây, anh tiếp. Giới thiệu đạo diễn.